Hello, hello, hello mọi người. Mọi người chuẩn bị cơm trái bánh nước đầy đủ chưa? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ phim này nha. Tập 13. Các trường giật mình vì cái thông báo ngày mai sẽ kiểm tra. Mặt đứa nào đứa nấy kiểu, ủa, đi học là phải làm kiểm tra hả? Có tất cả là 4 môn để bọn nó thi, cơ mà toàn những môn dành cho học sinh tiểu học không à? Khẩu hiệu của tụi nó là trường cấp 3 Isayama, tỷ lệ trượt đại học 180%. Oga cũng thử về nhà học bài để thi nhưng mà học kiểu gì với cái thằng nhóc này đây? Ở dưới ma giới, Đại Ma Vương cũng tìm hiểu thông tin và cho thằng con của mình một bài kiểm tra. Nhóc Bell cần đánh bại 100 người trong vòng một tuần mới đủ điểm vượt qua. Nếu thằng nhóc trượt thì Oga sẽ phải cùng nó xuống ma giới nhận hình phạt. Cơ mà con mèo nó còn đánh không lại thì hạ 100 đằng kiểu gì đây? Oga lại tìm cách ném thằng nhóc cho người khác. Cậu nghĩ nhóc Bell không chọn ai khác là vì bọn nó quá ngu. Thật ra thì là ngược lại. Phải tận dụng lần kiểm tra này tìm ra thằng cao điểm nhất ném cục nợ cho nó. Nhưng làm gì có thằng nào thông minh ở cái trường để tìm bây giờ. Mấy thanh niên này vào thi, ông thì ngủ nè, ông thì copy bài xong ghi tên người ta vào bài của mình luôn. Rồi còn nhét hối lộ cho giám thị nữa. Và cũng đúng lúc này, một băng của trường khác khoảng vài trăm tên đến để đánh nhau. Mấy thanh niên đang kiểm tra mà nghe đánh nhau cũng hăng dữ lắm, nhưng Oga đã kêu tụi nó ở lại thi để mình ra đối phó. Và để tụi nó thi mới tìm ra được thằng thông minh nhất chứ. Cậu cùng nhóc Bell cộng hưởng dùng sức mạnh của ấn ký dễ dàng quét sạch mấy tên trường khác và thằng nhóc đã đổ bài kiểm tra của ông Đại Ma Vương. Còn về thằng thông minh nhất trường thì chính là cha nội Furuichi với 59 điểm. Kiểu này thì cũng như không rồi. Hilda có đôi lời gửi đến Đại Ma Vương, kể về trải nghiệm của mình khi sống ở nhân giới trong một tháng qua. Cô được cả gia đình Oga yêu quý và càng ngày cô càng thích bọn họ hơn. Cha già Alan cũng bày đặt gửi đôi lời đến Đại Ma Vương, nhưng mà câu chuyện của ổng nó lạ lắm. Tập 14. Kanzaki từ trận thua lần trước đã rất cay và quyết tâm trả thù Oga bằng cách tập luyện cho những cú đá của mình. Natsume cùng anh bạn Tắc Bính tìm hiểu và phát hiện bí mật đằng sau nguồn gốc sức mạnh của Oga chính là vét sau lưng thằng nhóc Bell. Thế là tụi nó làm cho Kanzaki một con búp bê giống thằng nhóc để cosplay Oga. Thế là cha nội cũng bắt chước và mang con búp bê rồi tiếp tục tập luyện nhưng mà không có gì tiến triển. Vậy là ba ông quyết định không xài đồ nhái nữa và sẽ tìm đồ thật. Nào là về nhà kêu gia đình đẻ cho đứa em đỡ vét lên vai, rồi cha nội Tắc Bính thì biến thành em bé để ông Kanzaki cõng, đủ trò bẩn bựa với ba ông thần này luôn ấy. Oga dẫn nhóc Bell ra công viên chơi và trùng hợp là gặp thằng bạn chí cốt của mình nên rủ đi luôn. Ra đến nơi cả hai bắt gặp Kuneda nhưng mà hai ổng vẫn chưa nhận ra và cô ấy nói rằng đang bị lạc em trai của mình. Ông Kanzaki cũng đang ở đây chơi xích đu cho đỡ buồn thì nhóc Toka bò tới. Thế là ổng chơi với thằng nhóc một lát và nhận ra thứ mình đang tìm đây rồi. Bên này thì cả ba vẫn đang cố sức đi tìm. Furuichi nói rằng dạo gần đây có tên đáng nghi quanh quẩn chỗ này. Oga liền rep rằng sao thằng đấy không bắt cái của nợ này giùm tao đi vậy ông trời? Thôi, thằng nhóc này cho cũng không ai thèm bắt đâu ông ơi. Kanzaki sau khi cõng Toka lên vai để tập luyện nhận thấy sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Chỉ cần tập luyện thêm được tất xét chiêu nữa là phục thù Oga. Trong lúc tìm để trả lại đứa nhóc đi lạc này thì Kanzaki đã học được chiêu mới từ cú lộn mèo của Toka. Cuối cùng thì cả đám cũng đã gặp được nhau và cả ba hiểu lầm Kanzaki là tên bắt cóc. Cơ mà ông này cũng không nhận ra đây là Kuneda. Ông trả lại đứa nhóc cho cô và tự nhiên nhóc Bell cùng Toka khích cho hai thằng lớn đầu đánh nhau. Kanzaki lấy chớn lao tới tung ra chiêu tất sát nhưng cuối cùng không hiểu sao lại dừng lại. Hai thằng tự nhiên mặt đối mặt tạo ra một tình huống rất kỳ quặc và thế là không có trận đánh nào hết. Vậy là đã giải quyết xong hiểu lầm về việc Kanzaki là tên bắt cóc. Từ bây giờ, theo một cách khác, chúng ta cũng có thể coi anh chàng tóc cam này là một trong những người bạn của Oga tại trường Isayama. Tập 11 kể về Himekawa cũng tự tựa tập này nè mọi người. Kiểu mấy ông này vừa là bạn vừa là đối thủ của nhau á. Tập 15. Lại tiếp tục tìm thằng mạnh hơn để giao lại nhóc Bell. Oga và thằng bạn Chikop đã nhắm đến người cuối cùng trong bộ tứ mạnh nhất của trường đó là Tojo Hidetora. Theo những lời đồn thì đây sẽ là một thử thách lớn cho Oga. Mấy thanh niên trong trường nghe hai thằng kia sắp choảng nhau thì khoái chí chờ xem náo nhiệt. Himekawa còn nhiệt tình chỉ chỗ làm thêm của Jojo cho Furuichi biết đó là một nhà nghỉ ven biển. Nghe tới biển thì Furuichi liền có mấy cái suy nghĩ đen tối giống như mấy ông viewer của kênh tôi ấy. Đây chính là Tojo Hidetora, người được xem là mạnh nhất trường Isayama. Anh ta cũng đang tìm một đối thủ xứng tầm và đã để ý tới Oga. Đặc biệt, Tojo cũng có một ấn ký ngay bắp tay. Furuichi đã dẫn cả nhóm tới bãi biển. Ông Oga kiểu, ủa, đây là chỗ thằng Bell nó tè mà sao người ta tắm đông dữ vậy? Cha nội Furuichi thấy bà Hilda đang loay hoay thay đồ tưởng sắp được rửa mắt, nhưng mà bà chỉ thay cho nhóc Bell mà thôi. Ông Alan thấy thằng chả muốn ngắm quá nên là đã thay một bộ đồ bơi rất là sexy và làm tôi phải đi nhỏ mắt.
Mấy tay giang hồ ở trường cũng đã tới đây để xem náo nhiệt, nhưng mà ông chủ ở chỗ làm thêm nói là Tojo đã bị đuổi từ hôm qua vì đánh nhau với khách hàng. Kuniara cũng xuất hiện ở đây. Furuichi kêu Oga viết một lá thư thách đấu nhờ cô đưa cho Tojo. Bà bị một phen hố nặng vì lúc đầu tưởng đây là thư tỏ tình đấy chứ. Tojo cũng đã nhận được bức thư và hứng thú ngồi chờ. Cơ mà Oga lại chạm mặt với mấy tên MK5 và Miwa trên đường. Cậu đã giải quyết bọn chúng nhanh gọn nhưng mà lại bị ăn điện vì lỡ tay làm té thằng nhóc bèo. Phía bên Tojo thì đã có kèo khác. Ba bốn băng đã gộp lại để đối phó với anh ta và khi Oga đến nơi thì biết rằng chỉ một mình Tojo quét sạch cả đám này. Cậu nói rằng khi gặp được anh ta chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Tập 16. Khi nghỉ hè đã đến, Furuichi đang đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại một hòn đảo nhiệt đới và thấy cuộc đời thật đáng sống khi thoát khỏi được ngôi trường đó vài tháng. Mà chưa kịp hưởng thụ thì đã bị ông Malen tới lôi đầu về gặp Oga để đi đến cái bể bơi vừa chật vừa đông người này. Furuichi nói, sao mày không nhờ ổng mang đến chỗ tao mà lôi về cái chỗ chật chội này chứ vậy? Biểu cảm của Oga kiểu, sao mình ngu vậy ta? Có tí an ủi cho Furuichi khi thấy cái cô gái của băng Breastail cũng ở đây. Thế là thằng chả liền sáp lại liền. Kuniara thấy Oga nên tìm chỗ trốn vì bả mặc đồ bơi trung học nên mắc cỡ. Furuichi cùng các quý cô bị mấy thằng hồi trung học thường bắt nạt cậu tới kiếm chuyện. Cậu mạnh dạn bật lại tên cầm đầu khi hắn ta có ý đồ với Nene. Ông Oga thì vẫn tiếc hồi hụi vì không được đi đến đảo nhiệt đới. Đoạn này nhóc Bell nó muốn chơi nước nên là quạ quọ làm đủ trò đúng cu tè luôn á mọi người. Bên đây thì Furuichi sắp bị ăn đấm tới nơi nhưng vì không thể để mất mặt trước các người đẹp nên là cậu đã dùng đầu hút tên kia một cú đau điếng. Mặc dù đầu thằng chả rất đau nhưng mà phải cố tỏ ra thật ngầu nói mấy câu khiêu khích rồi chuồn xuống hồ bơi. Nhưng trốn làm sao được khi mà đàn em của tên kia rất đông đã bao vây và chuẩn bị cho cậu ăn đập. Hên cái là Oga cùng nhóc Bell đã trôi đến, cơ mà tâm trí của ổng vẫn đang ở đảo nhiệt đới. Furuichi không cho phép cuộc đời mình bế mạc ở đây. Cậu lặn xuống xoay cái phao để cho nhóc Bell nó khóc và thằng nhóc chóng mặt quá nên là khóc rầm. Oga liền cho cậu một đá vì cái tội chơi ngu, nhưng mà sao cũng đã thoát khỏi mấy tên kia. Bọn chúng chưa chịu bỏ cuộc và vì truy tìm Furuichi nên đã lỡ thô lỗ với anh chàng bán kem này. Ai ngờ ổng chính là Tojo và thế là cả đám bị đập cho bầm dập luôn. Tập 17. Cha nội Đại Ma Vương lại rảnh hén gửi đóng bài tập hè cho thằng con của mình, lại khổ cho Oga nữa rồi. Những lúc thế này thì Furuichi lại bị lôi đầu tới. Số phải nhỏ lắm mới làm bạn thân với cha nội Oga này nè. Ông đè Alera nhét cái đống bài tập này để gửi về ma giới. Cha già biến thái có mấy cái biểu cảm nổi da gà thì chứ. Tuy kịch liệt từ chối nhưng mà khi thấy Hilda quyết tâm quá nên là Oga cũng đã chiều bả một lần. Đầu tiên là quyển vở sợ hãi. Chỉ cần thích gì thì vẽ vào đây chúng sẽ hiện ra. Thế là cả đám thi nhau vẽ mấy thứ linh tinh lên ta. Nhóc Bèo vẽ ra nguyên một con gì đó rất ư là kỳ cục. Vậy mà bà Hilda kêu đây là con mèo. Rồi bà vẽ ra bình sữa nhưng mà nó dở như hạch ấy. Hai cha nội Alan và Furuichi thì toàn vẽ mấy cái thứ biến thái không à. Để vượt qua bài tập thì con mèo này vẫn chưa đủ. Phải tìm thứ gì đó hung dữ đáng sợ. Và nơi duy nhất có mấy thứ này đó là trường Ishiyama. Mà ngộ cái là bình thường thì bọn này nó không chịu đi học vậy mà nghỉ hè thì kéo nhau đến trường. Nhưng mà để kiếm kẹo đấm nhau á mọi người. Hilda lấy ra một cây vợt giống cái cây bắt côn trùng á. Rồi kêu Oga bắt tụi trong trường. Thế là ổng cầm cây dí đập mấy thằng kia như vịt ấy. Himekawa và Kanzaki lại nhiều chuyện cũng bị đập chèm bẹp luôn. Rồi tới lượt Kuniara, Oga kêu, ê, cho tôi bắt cái nha. Bả lại hiểu lầm là bẫy tình của ổng, thế là đỏ mặt bỏ chạy và cả hai chơi trò rượt đuổi còn nhóc Bèo thì rải thứ gì đó xuống sân trường. Thì ra, ông nhỏ rải mấy cái hạt giống của cây ăn thịt từ ma giới. Mấy ông quần chúng xấu số vừa tỉnh lại thì tiếp tục bị mấy cái cây nó nhai đầu. Bọn cây này tự thụ phấn và trở nên khổng lồ, ngay cả những cú đấm của Oga cũng không xi nhê gì nó. Hilda nói muốn dừng nó lại phải dùng tới cái cọc gì đó trong cái đống đồ này. Hilda, Kanzaki và Himakawa cũng tới tìm giúp, nhưng mà giúp đâu không thấy, chỉ toàn thấy phá rồi báo không à. Đột nhiên con mèo của nhóc Bèo xung phong đấu với cái cây kia. Nhìn thì ngầu lắm nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị nhai đầu. Nhóc Bèo thấy thằng đệ mình hy sinh đã nổi giận, lại tiếp tục nhìn thì ngầu lắm nhưng mà bị vả một cái đã méo máu muốn khóc luôn. Oga kiểu, thôi tao lại mày đừng có khóc. Và rồi cả hai cùng sử dụng sức mạnh cho nó một đấm bốc hơi. Tất cả đã trở lại bình thường. Kết quả bài kiểm tra được gửi đến Đại Mai Vương. Cơ mà mém tí cho nội quên luôn là mình có cho thằng nhỏ bài tập hè chứ. Phần thưởng nhóc Bèo nhận được từ ông bố vô cùng trách nhiệm của mình đó là một phiếu bé ngu và tấm huy chương. Tập 18. Chàng trai đô thị Furuichi tưởng đâu có được một ngày xuống phố để tán mấy em xinh tươi nhưng vẫn không thoát khỏi cha già Alan. Thấy mà tội giùm nó luôn á. Oga ở nhà trải nghiệm cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Nóng gì mà tới 38 độ ngay cả điều hòa cũng không ăn thua. À, không phải do trời nóng mà là nhóc Bèo bị cảm nắng nên đã ngã sốt.
Hira nói rằng chỉ là tạm thời thôi nên là không cần quá lo lắng. Rồi Furuichi cũng xuất hiện ở đây khóc lóc kêu Uga hãy mang thằng nhóc giao cho Tojo đi chứ nó sắp phát điên vì ông già kia rồi. Xong cả bọn tìm đủ cách để giúp cho nhóc Bell hạ sốt nhưng mà không mấy khả quan lắm. Hira nhận ra lượng nhiệt không tỏa ra nữa mà dần tích tụ trong người thằng nhóc. Nhóc Bell đứng dậy múa múa để chứng tỏ mình không sao cho hai ông bà yên tâm nhưng mà ứng ý Robin đang dần biến mất. Cơn sốt ngày càng nghiêm trọng, liên kết của Uga và thằng nhóc ngày càng yếu dần đi. Hira thì đang rất lo lắng và khi thấy cha nội Uga mừng thầm vì được phép cách xa 15m mà không bị điện giật thì bả cho ổng một đá bay ra cửa sổ. Cô nàng đã thật sự nổi giận. Uga vừa đi vừa tự nói đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thoát nhóc Bell nhưng mà khi nghĩ về thằng nhóc thì cậu định chạy về. Tuy nhiên có một tên lạ mặt chặn đường và tấn công cậu. Tên này rất mạnh, hắn ta là đệ của Tojo đến để kiểm tra thực lực và cho Uga một trận ra trò. Đang đấm nhau hay thì tự nhiên cha nội này nghe điện thoại rồi bỏ đi không thèm quan tâm tới Uga nữa. Khi trở về, cậu không thấy Hira đâu, vội lấy khăn ướt lau cho thằng nhóc và làm một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy, Uga không thấy thằng nhóc đâu cả, cậu nói với Furuichi có lẽ Hira đã mang nhóc Bell đi. Ba chị ruột đập cho cậu một trận và không cho cậu vào nhà trừ khi dẫn Hira và nhóc Bell trở về đây. Uga vừa đi vừa cằn nhằn, nhưng thật ra cậu cũng đang muốn tìm bọn họ. Thế là cậu cùng Furuichi đến con sông nơi lần đầu gặp thằng nhóc và giật mình khi thấy nhóc Bell đang trên lưng của Tojo. Anh ta cũng đang muốn chiến với Uga. Furuichi thấy kỳ lạ khi trước đó Uga đã cứ đòi bỏ thằng nhóc vậy mà giờ thấy cái cảnh này thì cậu ấy có vẻ như đang nổi giận. Nhưng rồi lại đánh chống lảng bỏ đi. Furuichi giúp thằng bạn mình hỏi Tojo để xác minh xem đứa bé trên lưng có phải là nhóc Bell hay không hay là cha nội Đại Ma Vương lại gửi thêm một thằng khác lên đây nữa đây. Tojo nói rằng đánh thắng anh ta thì anh ta sẽ nói cho biết. Với lời khiêu khích này thì một trận tay đôi là điều không thể tránh khỏi. Tojo nhận ra Uga rất giống mình, đều là những con quái vật muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Cả hai cùng lúc lao tới nhưng mà Uga đã lãnh trọn cú đấm bay xuống sông. Cậu đứng dậy chậm rãi bước tới trả lại Tojo một cú cực kỳ chất lượng. Đầu phim tới giờ mới có một người đánh ngang cờ với cái cha nội này nè. Tojo nói rằng mình nhặt được nhóc Bell vào tối hôm qua và định chăm sóc cho đến lúc tìm được bố mẹ của thằng nhóc. Cậu nổi cáu lao vào đấm tiếp vì chưa hỏi mà ông này đã trả lời. Trong lúc đánh nhau Uga vô tình làm rách vai áo của Tojo để lộ ra ấn ký. Bộc lộ toàn bộ sức mạnh, Tojo đấm Uga bay như phim và rơi xuống sông lần nữa. Đây cũng là cú đấm knock out của trận đấu. Sau đó, Tojo bế nhóc Bell đi. Uga chỉ có thể ấm ức nhìn theo. Tập 19. Uga trở về, dù nhớ những lời trước đó của chị mình nhưng mà cậu vẫn quyết định vào trong. Bất ngờ là Hira đã đợi ở đây và ổng lại bị ăn chửi vì nói rằng mình giờ không còn là cha của thằng nhóc. Hira có mời về đây một bác sĩ từ ma giới tên là Fukak. Và cô nàng Chloe cấu cá này là trợ lý của ông ta và tên của bả là Lamia. Theo những gì nghe kể thì bác sĩ liền phán bệnh của thằng nhóc Bell có tên là cảm đế vương. Cụ thể là thằng nhóc nó mọc răng nên là bị sốt, nhưng vì ở đây là nhân giới và cần phải có một người giúp giải phóng sức mạnh. Vì nguồn sức mạnh quá lớn nên là Bell sợ Uga không thể chịu được, do đó tự thằng nhóc đã cắt đứt liên kết để bảo vệ cậu. Đoạn này tự nhiên thấy thương cho ông nhỏ gì đâu á. Và Hilda cũng nói không phải nhóc Bell tìm Tojo để làm bố của nó, còn tại sao thì thằng nhóc lại dính với anh ta thì cô cũng không có hiểu. Chuyện là vậy nè, thằng cha Tojo nhìn to xác vậy nhưng mà lại bị mê mấy con vật dễ thương và vào tối hôm đó, khi Tojo đi làm thêm về đã bắt gặp nhóc Bell bị lạc. Ông nhỏ thì đang sốt mê man nên là nhìn nhầm Tojo thành Uga nên là dính lấy ổng luôn. Quay trở lại hiện tại, Hira dịu dàng khích lệ để Uga lấy lại tinh thần chiến đấu. Cô nhỏ nhẹ nói rằng, nhấc cái mông lên tìm cậu chủ về nhanh chứ không tao đập chết cha mày bây giờ. Đầu tiên là phải nối lại liên kết. Lamia bắn Uga bằng một loại đạn linh hồn. Đây là thứ tốt nhất cho sự phát triển sức mạnh của cậu, nhưng trước đó cậu sẽ bị chìm sâu vào tiềm thức và cách duy nhất để thoát khỏi đó là nối lại liên kết với nhóc Bell. Còn nói không được thì khỏi tỉnh luôn, ngẫm luôn đi. Trong tiềm thức của cha nội này toàn mấy cái thứ dị hợm bẩn bựa, không có cái gì là bình thường luôn á. Sau một lúc chiến đấu với mấy cái thứ kỳ cục kẹo trong đầu của mình thì Uga đã thấy nhóc Bell. Bác sĩ Fukat bên ngoài quan sát và nói rằng từ giờ mới là vấn đề đây. Tojo đến thư viện tìm gặp anh chàng tên là Kaoru. Cả hai ra ngoài nói chuyện và Tojo đã kể cho ông này nghe về việc mình đã bem nhau với Uga. Hai người đều đánh giá cậu ta rất cao. Kaoru nói ngoài biệt danh cuồng quỷ thì Uga còn có một cái tên khác, đó là đại ca tha em bé. Anh kêu Tojo hãy cẩn thận vì thằng nhóc này có liên quan đến Uga. Kazuki cùng với Himekawa bất ngờ xuất hiện ở đây và nói rằng muốn tham gia vào câu chuyện này. 6 tiếng đồng hồ trôi qua và Uga đã tỉnh lại. Việc đầu tiên ổng làm đó là tét cái mông con Loli này một cái. Này thì dám bắn ông hả mày. Tập 20. Anh chàng mặt sẹo thắt bính tìm đến để dẫn Uga đi gặp Kanzaki và Himekawa để nói chuyện. Trước đó, hai ông thần này đến để kêu Tojo hợp tác để chiến đấu với Uga nhưng bị từ chối rồi còn bị Kaoru đập cho một trận. Xong giờ quay qua kêu Uga hợp tác để chơi Tojo nữa chứ.
Uga nói có thể làm điều đó một mình, nhưng mà hai cha nội này ép cậu phải hợp tác kiểu nếu mày đã cầu xin thì để tụi tao giúp cho một lần. Thật ra là hai thằng chả mới là người cần giúp đỡ chứ. Uga cùng hai giang hồ vui chạm mặt với đệ của Tojo. Một đám lâu nhau khác từ đâu chui ra tự xưng là đàn em của Tojo rồi bao vây cả nhóm. Kazuki và Himekawa bắt đầu thể hiện. Mỗi ông hạ được một thằng, phần còn lại là Uga làm hết. Các bọn đi tiếp đến chỗ của Tojo, đó là trường Ishiyama. Lại thêm một đám khác xuất hiện chặn đường và còn đông gấp 3 lần khi nãy. Nhưng mà Kuniera cùng các cô gái Rostyle đã đến để hỗ trợ cho Uga. Trận chiến học đường đã nổ ra. Ông Tojo rảnh rỗi đốt pháo hoa ngoài sân bóng và khi những đợt pháo kết thúc cũng là lúc Uga đến nơi. Cậu nói rằng trận đấu này không phải là để giành lại thằng nhóc Bell. Cậu chiến đấu là vì bản thân và khi kết thúc, thằng nhóc chọn ai là quyết định của nó. Uga nhìn nhóc Bell và nhớ lại cái đoạn ở trong tiềm thức. Cậu đã thật sự rất cố gắng để liên kết lại được với thằng nhóc. Rồi cái ông nhỏ tự nhiên hết sốt và leo lên đầu Uga để chuẩn bị chiến đấu. Nó còn sung ba khía hơn trước nữa chứ. Giờ thì cả cậu và Tojo đã thật sự sẵn sàng cho một trận đấu ra trò. Tập 21. Furuichi đang ngủ ngon lành thì bị Allen đôi đầu dậy thay đồ cosplay để tới cổ vũ cho Uga. Mọi người đều hướng về trận đấu này. Kazuki và Himekawa cũng có kèo với Kaoru cùng Soji đệ của Tojo. Vì đây là trận đấu của riêng mình nên là Uga đã thả nhóc Bell xuống và ông nhỏ cũng rất hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi xem. Trận đấu bắt đầu. Uga thay đổi cách tấn công bằng cú đấm ngược làm cho Tojo bất ngờ, sau đó đấm móc phía dưới, tiếp đến là liên hoàn đấm và nhảy lên tung một đá vào đầu anh ta, nhưng sau một loạt combo đó vẫn không gây được tí sát thương nào cho Tojo. Rồi cái phim chuyển cảnh. Kuneda cùng các chị em của cô đã hạ gục được bọn lôi nhoi. Còn hai cha nội giang hồ vui thì bị đập cho mềm người, nhưng cả hai quyết tâm là không chịu thua. Natsume bất ngờ xuất hiện ở đây và nhảy xuống hạ gục Kaoru chỉ với một cái lên gối. Hình như ông này giấu nghề từ đầu phim tới giờ nè. Trở lại sân bóng, trận đấu ngày càng nóng dần và Tojo đang tỏ ra trên cơ hơn với những cú đấm của mình. Uga tung đòn đáp trả và vì đòn đánh được nhóc Bell búp nên là Tojo đã đau đớn khuỵ xuống. Cũng đúng lúc này, Lamia nghịch dại cái pháo hoa còn sót khiến nó bắn thẳng về phía Uga cùng Tojo, nhưng cậu đã dùng sức mạnh của ấn ký để triệt tiêu quả pháo. Uga kêu nhóc Bell đừng xen vào và hứa rằng cậu sẽ không thua. Thằng nhóc khiến mọi người bất ngờ khi dùng ý chí để hủy ấn ký. Theo như ông bác sĩ Focus nói thì mối quan hệ của Uga và nhóc Bell không còn là hợp đồng nữa mà là sự tin tưởng. Rồi trận đấu lại được tiếp tục, cả hai cứ thế đấm nhau đến sáng mà vẫn chưa ai ngã xuống. Tojo quyết định là dứt điểm trận đấu bằng một cú đạp trực diện. Tưởng rằng mình đã thắng sau đòn đó nhưng mà không ngờ Uga có thể bắt được anh và ném ngược về phía sau. Vậy là trận đấu của hai con quái vật trường Ishiyama đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Uga. Tojo không hiểu vì sao ấn ký tượng trưng cho sức mạnh nhưng khi nó biến mất thì Uga lại mạnh hơn. Cậu nói mình chẳng quan tâm gì đến nó. Cậu chiến thắng là vì lời hứa trước đó với nhóc Bell. Thế là cái cú nợ này lại tiếp tục bám dính Uga. Furuichi hỏi Tojo về ấn ký trên bắp tay của anh ta. Tojo nói rằng vì hồi bé mình có thần tượng một người cực kỳ mạnh nên là xăm lên cho giống ông ta. Vậy là ngoài Uga còn một người nữa cũng là cha nuôi của Ma Vương. Giờ thì cậu đã là người mạnh nhất của trường Ishiyama. Cơ mà vì thằng nhóc nó phấn khích quá nên đã dồn sức mạnh vào tay của Uga đến mức sắp nổ tung luôn ấy. Hilda kêu cậu hãy giải phóng nó bằng cách đấm đại vào cái gì đó đi. Thế là ông đấm thẳng vào trường học và cái trường nó thành ra vậy nè. Tập 22. Hậu trận đấu không thấy hai nhân vật chính đâu mà toàn mấy ông diễn viên phụ nằm liệt giường ở bệnh viện không à. Đã vậy còn chung phòng với nhau không á. Chỉ có Natsume là lành lặn một tí và cậu nói rằng mặc dù để thua Uga nhưng Tojo vẫn đủ sức để khiêng cả đám này lên xe cứu thương. Furuichi chửi số xả thằng bạn chí cốt của mình. Giờ đây cái trường thành ra như này nè thì chỗ đâu đập nhau, chỗ đâu mà đi học nữa đây. Nhóc Bell nhìn thấy một con ve sầu và định kiếm mối với nó nhưng bị một con ve hù cho mém khóc. Ma Vương gì mà còn thua cả côn trùng nữa vậy trời. Kiểu này là không có được rồi, Uga ngay lập tức mang thằng nhóc đi để huấn luyện. Kuniada cùng nhóc Kota có một chuyến đi đến ngọn núi chỗ của ông mình để thăm ông hay là huấn luyện gì đó. Cô vừa đi vừa nghĩ về Uga và thật bất ngờ, thằng chả cũng đang ở đây để huấn luyện cho nhóc Bell. Tự nhiên cành cây nó gãy làm ổng ngã xuống ngay chỗ của Kuneada nhưng mà vẫn chưa biết đây là nữ hoàng của trường á. Uga mời hai chị em đi ăn kem rồi hỏi tên của cô nhưng bà đã nói một cái tên khác. Ông của Kuneada đi tới và tưởng thằng này ve vãn cháu gái của mình. Khi nghe Uga đến đây để huấn luyện thì ông ta tỏ ra hứng thú bắt tay cậu một cái. Bắt tay mà như đô vật vậy á. Ông già bảo là để ổng chỉ cho cậu vài đường. Vậy cái là hai người lao vào đánh nhau luôn. Uga định bạo hành người già nhưng mà ai ngờ chính cậu mới là người bị đập cho bầm dập. Vì đam mê đánh đấm quá nên là có mấy thanh niên đã trộm đi túi đồ quan trọng của ông lão và một lúc sau chính Uga đã đấm mấy cái tên kia để lấy lại túi đồ. Ông già cũng đã công nhận và gọi cậu là cháu rể tương lai của ta.
buổi huấn luyện của nhóc Bell cùng mấy côn trùng được tiếp tục và cứ thế kéo dài đến hết ngày. Cuối cùng, buổi huấn luyện cũng đã thành công tốt đẹp. Mọi người cũng kéo lên núi để nướng cái gì thì không biết, đốt pháo hoa để chúc mừng thằng nhóc và đồng thời xem như tiệc chia tay với bác sĩ Focus cùng với con Ploly cả chớn kìa. Tập 23. Lamia tạm biệt chủ nhân của mình để về ma giới. Cơ mà lúc đang chui vào người của Alan thì tự nhiên nhóc Bell nó dính lấy bả. Uga hốt hoảng vì nếu thằng nhóc mà về đó thì cậu sẽ bị điện giật tới chết. Thế là ổng cùng Furuichi cố gắng kéo nó ra khỏi người của ông Alan, nhưng kết quả là hai cha nội cũng bị cuốn vào trong đó luôn. Thế là được đi du lịch ma giới miễn phí. Hai thằng chả tỉnh dậy và thấy xung quanh toàn là mấy thứ dị hợm nên là hơi xanh mặt tí. Có một con vật được gọi là Zoburo đến chào hỏi. Mà cái cách nó chào hỏi thấy ghê quá nên là Uga đã đấm cho nó một phát. Thôi kiếm cha già Alan để đi về chứ ở dưới này đáng sợ quá đi. Nhưng mà vì chở quá nhiều người nên là ổng đã bị quá tải làm cả bọn đáp nhầm vào khu rừng đáng sợ này. Còn ổng thì tơi tả vậy rồi thì về kiểu gì đây? Thế là phải tìm bác sĩ Focus để chữa trị cho Alan. Nhưng chỉ riêng ông bác sĩ là đáp đúng chỗ à. Hilda gọi cho Lamia để hỏi tình hình và khi nghe Uga đã đập một con Zoburo thì cô đã nói rằng nó chính là cảnh vệ của khu rừng. Thôi thấy bà rồi, con quái vật kia bắt đầu gọi hỏi và dí nhóm Uga chạy tụt quần luôn. Nhóc Bell tự nhiên nổi xung quay lại tấn công hạ gục được con chim khổng lồ. Thì ra khi về ma giới thằng nhóc nó mạnh lên rất nhiều. Hilda kêu họ là hãy tìm con gái của Alan nhờ cô ta dịch chuyển và cô sẽ chỉ đường. Đang đi thì từ đầu có một trái táo bay tới rồi ông Furuichi ăn ngon lành. Nhưng đây lại là táo của ma giới, thế là cái cây táo nó đè ra cho ổng ăn muốn lòi bản họng luôn. Nó còn nhiệt tình mời Uga ăn, nhưng mà cậu cũng mời nó ăn, nhưng mà ăn đá. Thanh niên số nhỏ Furuichi cứ dính phải mấy cái thứ tẩm lợm ở đây và cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến được nhà của Alan. Mấy thằng chả bắt đầu tưởng tượng con gái của cha già kia thì chắc cũng thấy gớm giống ổng á. Nhưng khi mở cửa ra thì không ai trong nhà và căn nhà cũng có dấu hiệu bị trộm. Hilda nói rằng có thể là bọn săn trộm ma thú đã làm việc này vì khả năng dịch chuyển của cô ta. Đúng là vậy luôn, và hai tên trộm này định tấn công bọn họ vì nghĩ Uga chỉ là một con người yếu đuối. Rồi xong liệm luôn, hai tên trộm xấu số bị cậu tẩn cho một trận nhớ đời. Sau khi bắt chối bọn chúng, cả nhóm quyết định là đi cứu cô con gái của Alan. Furuichi lúc đầu thì phàn nàn, nhưng khi vô tình nhìn thấy tấm ảnh của cô ta thì cha nội lật đật như lật bánh tráng vậy ạ. Tập 24. Hai tên trộm quyết không khai ra hang ổ của đồng bọn mình. Bọn chúng thề rằng có đánh chết cũng không khai, ta là vua lì đòn. Nhưng mà đánh đau quá thì khai nha, tụi nó còn nhiệt tình dẫn tới tận chỗ luôn á kìa. Đây là Angelica, con gái của Alan. Bọn cướp này bắt cô vì muốn cô dùng khả năng dịch chuyển để làm việc cho bọn chúng, nhưng mà Angelica nhất quyết từ chối. Cô thấy hơi buồn tủi và đang than thở một mình thì Furuichi đã tìm đến bên cửa sổ an ủi như một quý ông. Tội ba đứa kia phải gồng mình cõng ổng muốn học máu luôn á. Angelica cũng biết Furuichi vì ông Alan kể về cậu rất nhiều. Đột nhiên cô cảm nhận được và cảnh báo cho cậu về một con ma thú to lớn sắp đến. Bọn trộm đã làm kinh động và bây giờ thủ hộ của vùng đất này đang nổi giận. Nguyên một con ma thú to chà bá lửa đang mò đến tàn phá nơi này. Cơ mà cha nội Furuichi đã bị kẹt cái đầu vào hai thanh sắt cửa sổ nên là không có chạy được. Đã vậy chả còn chém gió kiểu này nè. Là một quý ông thì sẽ không để cho một cô gái xinh đẹp phải ở một mình khi gặp nguy hiểm. Angelica nhận ra vấn đề và bắt ghế lên giúp bằng cách dùng lực đập thật mạnh vào mặt của ổng. Bà đập tới nỗi cái mặt ổng sưng như cái bánh tiêu luôn nhưng mà vẫn không có thoát ra được. Tên thủ lĩnh của bọn cướp đến để mang cô đi và phát hiện ra có một thằng dở hơi đang bị mắc kẹt ở đây. Uga cùng Lamia cũng đã bị bọn chúng phát hiện bên ngoài. Nhóc Bell tự nhiên nhìn con ma thú to lớn thì sung ba khí lên rồi bắt đầu hóa khổng lồ. Nhờ đó mà Furuichi cũng hết bị mắc kẹt. Ở trên nhân giới thì Uga cõng thằng nhóc còn xuống đây thì tới lượt nó cõng lại. Ông ra lệnh cho nhóc Bell tấn công, thế là trận combat của Titan đá và Titan sơ sinh bắt đầu. Nhóc Bell dùng sức hất con ma thú ra rồi nhảy lên tung cho nó một cước. Tiếp đến là đấm nè, rồi đấm cái nữa nè, rồi smackdown nè. Thế là con ma thú đã lau sàn. Hết từ đã biết combat rồi mọi người, nghe đỡ vậy đi nha. Bên chỗ tên thủ lĩnh đang bắt giữ Angelica thì cha nội Furuichi đang sợ xón ra quần khi thấy hắn rút dao ra, nhưng vẫn đứng chém gió như đúng rồi vậy á. Hên là cái nhóc Bell trong lúc đang nhảy để ăn mừng chiến thắng thì đạp bẹp dí tên kia luôn. Lệch vài mét thôi là liệm luôn cha nội này á chứ. Nhóc Bell bắt đầu mất kiểm soát, bật mod hủy diệt, gặp ai cũng đạp. Lamia trong lúc chạy đã bị vấp ngã và sắp phải chầu ông bà thì may mà Uga đã lao tới gọi thật to giúp cho thằng nhóc bình tĩnh và thu nhỏ trở lại. Bọn cướp đã bỏ chạy, tất cả ma thú mà chúng bắt cũng đã được thả ra và Angelica cũng đã giải thích với ma thú thủ hộ về tất cả mọi chuyện. Vậy là chuyến phiêu lưu ở ma giới đã kết thúc. Bà Ploly cà chớn này tuy vẫn còn rất khó ưa nhưng mà ít ra cũng biết nói lời cảm ơn đến Uga. Cha nội Furuichi thì đang tưởng tượng sắp được dịch chuyển bằng cơ thể của Angelica và bất ngờ chưa ông già, Alan đã trở lại. Thế là hai thằng lại phải trải nghiệm chuyến đi bên trong cơ thể của ông ta.
Kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón chờ xem năm thứ hai của Oga tại trường sẽ có phần nào thú vị không nha. Và nhớ uống nhiều nước nha mọi người. Cũng đã sắp vô học rồi đó. Chúc mọi người có một năm học mới thật nhiều may mắn và chăm ngoan hơn nữa nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở series lần sau.